Thưa quý vị, thưa các bạn, theo ghi nhận của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, tùy từng thời điểm, từng khu vực, có lúc có nơi, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu diễn ra khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hoạt động này chủ yếu diễn ra tại các địa bàn tỉnh, thành phố như Long An, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, v.v. Đáng báo động, trong hầu hết các loại thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam hiện nay đều có chất cumarin, giúp tăng vị đậm đà và mùi thơm trong điếu thuốc. Cumarin thuộc nhóm hóa chất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam. Thời gian qua, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Thuốc lá nhập lậu không kiểm soát được chất lượng, chứa một số chất độc hại bị cấm sử dụng, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Nhận thức rõ ràng những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường sống, công tác truyền thông về tác hại thuốc lá càng được đẩy mạnh hơn trong các đơn vị doanh nghiệp. Từ khi chỉ thị về việc cấm hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chính thức có hiệu lực, Đảng ủy đã quán triệt công tác tuyên truyền, giáo dục chỉ thị, đồng thời áp dụng các chế tài cụ thể, nghiêm khắc và quy định rõ phương pháp xử lý những tập thể cá nhân vi phạm. Chúng tôi đã triển khai xây dựng cái nghị quyết chuyên đề hàng năm, triển khai kế hoạch để mà triển khai đến các cái cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ, từ đó tự giác viết bản cam kết không hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị và nơi công cộng. Một cái việc nữa là chúng tôi đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, cho đồng bào các dân tộc để mà nắm chắc được cái nội dung của cái chỉ thị của Bộ Tư lệnh cũng như là cái luật phòng chống thuốc lá, để từ đó bà con nâng cao được cái ý thức cảnh giác không hút thuốc lá, rồi không tiếp tay cho các cái hoạt động buôn bán vận chuyển thuốc lá qua biên giới. Trong thời gian vừa qua thì đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả đã phối hợp với phòng tư pháp và công an quân sự của thành phố tổ chức tuyên truyền cho cán bộ nhân dân trên 13 trên 16 xã phường ở thành phố Cẩm Phả về các cái nội dung là tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, luật phòng chống tác hại của rượu bia và các cái nội dung về luật biển Việt Nam năm 2012, cũng như là các cái nội dung của Nghị định 71 của Chính phủ về quy định hoạt động của người phương tiện ở trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua các hình thức phương pháp tuyên truyền thì nhân dân đã nâng cao cái nhận thức để chấp hành tốt pháp luật ở khu vực biên giới biển và đặc biệt là chấp hành tốt các cái quy định về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong vòng 5 năm qua, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 40.200 vụ mua bán vận chuyển thuốc lá lậu, xử lý trên 32.000 vụ, tịch thu trên 6,4 triệu bao thuốc lá, phạt hành chính trên 259 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 73 vụ. Riêng từ năm 2019 đến nay, đã chuyển xử lý hình sự 16 vụ, tịch thu hơn 646.000 bao thuốc lá và tiêu hủy trên 96.200 bao. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, do lợi nhuận buôn lậu thuốc lá rất lớn, nên các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động và liều lĩnh, đòi hỏi hoạt động kiểm tra xử lý phải tiến hành chặt chẽ và thường xuyên. Thuốc lá nhập lậu do không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không đóng góp vào quỹ phòng chống tác hại thuốc lá như thuốc lá sản xuất trong nước, nên có giá thành thấp và không đảm bảo chất lượng. Theo khảo sát của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, khi tiến hành phân tích một số mẫu thuốc lá, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã kết luận hàm lượng các chất gây hại, gây nghiện là tha và nicotine trong thuốc lá nhập lậu cao hơn 1,5 lần so với tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Các mẫu thuốc lá này cũng có độ ẩm cao hơn so với độ ẩm của thuốc lá điếu sản xuất trong nước, dễ phát sinh nấm men, nấm mốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.